Đạo hàm cơ bản, ở đây thầy sẽ nhắc lại một số cái công thức đạo hàm cơ bản. Đạo hàm của hàm Fx và đạo hàm của hàm U của Fx, được chưa? Hàm hợp của nó, được chưa? Nên chúng ta sẽ có các công thức ở đây. Các em chú ý ở đây là các công thức mà chúng ta đã được học từ lớp 11 và một số công thức ở lớp 12 chúng ta mới được học ở chương trước, đó là đạo hàm của hàm mũ và hàm logarit. Được chưa? Chúng ta có hai hàm, hàm sơ cấp và hàm hợp. Khi đạo hàm thì đây, đầu tiên là hàm lũy thừa, x mũ n đạo hàm. Chúng ta đã được học từ lớp 11 rồi, đạo hàm sẽ là n nhân với x mũ n trừ đi 1. Hạ mũ xuống, được chưa? Và số mũ trừ đi 1, giảm đi một bậc. Tương tự như vậy, chúng ta có hàm hợp, đạo hàm của hàm hợp, u mũ n đạo hàm. Chúng ta làm như anh hàm sơ cấp này, tuy nhiên là nhân thêm với u phẩy, hiểu chưa? Đạo hàm của cái hàm hợp này. Đấy, u mũ n tất cả đạo hàm sẽ bằng n hạ xuống này nhân với u đạo hàm nhân với u mũ n trừ đi 1. Được chưa? Các em chú ý ở đây, đối với hàm sơ cấp thì chúng ta đạo hàm bình thường, còn đối với hàm hợp thì chúng ta chỉ việc nhân thêm với u đạo hàm nữa thôi. Được chưa? Từ hàm sơ cấp chúng ta biến tấu sang. Tương tự, đạo hàm của hàm sin x sẽ bằng cos x. Đạo hàm của hàm sin u sẽ bằng là u đạo hàm nhân với cos u. Được chưa? Đấy. Đạo hàm của hàm cos x thì là bằng trừ sin x. Còn đạo hàm của hàm cos u sẽ là trừ u đạo hàm nhân với sin u. Đấy. Đạo hàm của hàm số tan x sẽ là bằng 1 trên cos bình phương x. Còn lại đạo hàm của hàm số tan u, u đạo hàm trên cos bình phương u. Hàm hợp. Hàm sơ cấp, hàm cotang x đạo hàm trừ 1 trên sin bình phương x. Hàm hợp của chúng, cotang u đạo hàm trừ u đạo hàm trên sin bình phương u. Được chưa? Đây là những công thức đạo hàm mà các em đã được học từ lớp 11 rồi. Và nhớ cho thầy thêm một số công thức. Ví dụ như đạo hàm của căn bậc 2 của x, đúng chưa? Hoặc là đạo hàm của 1 trên x. Những cái đấy là lớp 11 chúng ta học và thầy không nhắc lại nữa. Đấy là những trường hợp đặc biệt của anh này. Hiểu chưa?